Được ngày nghỉ mà cũng công việc, không ngó ngàng gì đến vợ cả. Chồng ơi, ra kiểm tra cho vợ cái quạt sao nó không lên thế này. Cái này em chưa cắm điện mà. Ôi, em quên mất. Thôi thôi, chồng đi ra làm gì làm đi. Em quên mất. Chồng ơi, TV bị làm sao không có lên được chồng ơi. Cậu bấm hoài cũng được luôn, TV bị gì không biết nữa. Có lên. Cái này nó lắp pin đâu. Ôi, em quên mất. Vậy thôi để em đi. Thôi chồng làm gì làm đi. Ngồi xuống. Này được chưa?